Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KRT ngày 3 tháng 4 cho biết, nước này đã thử thành công một tên lửa siêu thanh tầm trung và tầm xa mới sử dụng nhiên liệu rắn. Theo đoạn video mà đài KRT công bố, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa, đồng thời ca ngợi đây là vũ khí chiến lược ưu việt tuyệt đối về công nghệ quốc phòng của Triều Tiên. Tin cho biết đầu đạn siêu vượt âm đã tách khỏi tên lửa sau khi được phóng về phía đông bắc từ thao trường ở ngoại ô khu vực Bình Nhưỡng, đạt độ cao đầu tiên là 101,1 km và lần thứ hai là 72,3 km, trong khi bay theo hành trình 1.000 km như dự kiến và chính xác trúng mục tiêu ở vùng biển phía đông của nước này. Trước đó một ngày, Triều Tiên đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ra biển, khiến Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ nhanh chóng lên án. Phía Triều Tiên lại khẳng định vụ bắn thử tên lửa không gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng.